Này mấy anh em đang đi thăm vườn của Cừ ở xã An Tái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Mọi người cũng tại vì mấy anh em mình làm cùng với nhau thì đôi khi là quen biết nhau thì cũng chia sẻ học hỏi nhau, nên là cái đầu mùa hay là tất cả các anh em ở các vùng đấy quen biết nhau thì sẽ tập trung lại. Thì năm nay thì có một cái mới nữa là chỗ cừ nó đang đại bạt vụ đầu tiên. Cây này là năm nay cây sầu riêng vườn của này là 6 năm, 6 năm tuổi. Đại bạt vụ đầu tiên. Cái này thì là làm hơi sớm một chút thôi, và cái anh dùng đại bạt này để an toàn chứ không phải là làm nghịch thế này kia, nói cho mọi người hiểu ha. Thì đúng ra thì sắp tới đây nó cũng có một là đến cái mùa làm bông rồi. Như mình thì một số cái vùng trên kia là không có để có cái khả năng để mà đậy bạt hay này kia, thì mình thường thường sẽ lấy một cơi nữa cho nó an toàn vì nó còn mưa. Còn dưới này ấy thì em nó sẽ xẻ rãnh. Đó, và cũng đậy lại, sau đó là tạo mầm. Lấy sớm hơn vì G6 mà. Thực sự là đối với cái G6 này lấy sớm hơn một chút thì mình sẽ có cái giá hơn. Còn nếu mà nó chậm lên như kiểu dần dần lên kia thì giá nó thấp, và lúc đấy là nó dội chợ thì đâm ra là sẽ gặp nhiều khó khăn. Cái này là năm nào nó cũng vậy, năm nay như nào không biết, nên là cứ thói quen thì anh em phải làm ra trái nó sớm hơn một chút để nó có cái thu nhập về cái giá. Chú thế nào chú Hải, thấy Rất vườn là thế nào đẹp, được rất là tốt. không? Cây 6 năm như thế này phải nói Ok là đúng không? Tại vì rất là chịu đầu khỏe. tư, bảo là rất là chịu khó. Chứ mình nhìn cái gốc cây 6 năm thế này là mình so sánh với các cái cây khác thì đúng là mình thấy là gốc cây rất là tốt, lúc cành cũng tốt. lúc mà xài si thì cái vườn này là nó cũng hơn một năm à, sau đó là bắt đầu với thấy Được khoảng cái 5 si năm đó rồi. về nó làm thử thấy ok cái bác làm. Như cái vườn này là vườn 3 năm, gần 3 năm rồi, của cũng em Khoảng 30 tháng cùng Thịnh em đó, và cũng xài xài si từ từ nhỏ à. tháng 5 năm sau là được đúng 3 năm. Thì chú vào từ đầu đường giờ là 4 năm vườn đều đều ở đây, nó cũng chung là thấy cái vườn này đạt thì người ta cứ dùng thôi. Đấy, thì tiện đây này con cũng hỏi chú này, cái yếu tố mà để cây nó ra bông, và đôi khi chú nói thêm một số vấn đề để chống rụng bông rụng hoa này kia à. Tất nhiên là mấy nữa là đến lúc mà nó có bông nhé thì chú có thể là chia sẻ nó rõ hơn chi tiết hơn, còn bây giờ cái yếu tố để cây nó ra bông. Bây giờ xin thưa với bà con nông dân và các bạn, thì hôm nay Hướng cũng có đưa tôi đi một cái vườn để thăm, là xài si cũng đã 5 năm nay rồi. Thì xin thưa bà con các bạn, thì sẵn đây thì chúng tôi xin nói về các cái điều kiện để cho cái sầu riêng ra bông. Thì cũng xin thưa là ở đây tôi nói là nói trên cái nguyên lý thôi, chứ còn mỗi vườn mỗi khác, mỗi nông dân sẽ có cách làm riêng tùy theo cái tình hình thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng và cái sức khỏe cây. Nhưng nói chung đầu tiên mình làm cây mà nó muốn ra bông đó, thì thưa các bạn với bà con nông dân là cây nó phải khỏe, nó phải sung sức thì chúng ta hãy cho làm bông. Các yếu tố thì chúng ta đi từ đất đi lên. Xin thưa các bạn là đầu tiên á, thì chúng ta muốn cái cây nó chuyển từ giai đoạn sinh trưởng qua cái giai đoạn phát triển, tức là giai đoạn làm bông đó, thì ở dưới đất chúng ta phải tạo cái điều kiện nó hơi bất lợi chút, và cụ thể ở đây là cái sự khô hạn. Thì đối với cây trồng mình, nhất là cây lâu năm, cây ăn trái này á, thì khi điều kiện mà khô hạn dưới đất, tức là không có nước, và chúng ta hạn chế, tức là coi như chấm dứt dinh dưỡng, nước thì rất là ít, thì khô hạn như vậy cái cây lập tức nó sẽ hiểu rằng đã đến lúc nó phải phát triển, tức là nó phải sinh thực, không sinh trưởng nữa. Điều thứ hai là trên trên cây, trên mặt đất, trên cái không khí, thì xin thưa bà con điều kiện thứ hai đó là nhiệt độ. Thí dụ nhiệt độ bình thường là 30 độ thì lúc làm bông nhiệt độ nó phải thấp xuống một chút, thí dụ 26 độ. Điều kiện lạnh một chút để làm gì? Xin thưa bà con, để nó hình thành được một cái kích thích tố mang cái bản chất là hóc môn đó, bản chất kích tố là vetnalin ở cái bộ lá già. Như vậy yếu tố thứ ba ngoài khí hậu, nhiệt độ thấp một tí là lá phải già, hay là mình nói là lá lụa đó, tôi thì kêu lá trưởng thành. Thì thôi, lá trưởng thành, lá già lụa hay là lá già, thì cái bộ lá của cây phải già.
và thì nó mới hình thành vạcnalin trong điều kiện ánh sáng ngày thì tương đối ngắn lại một chút và khí hậu thấp đi một chút. Vạcnalin này nó hình thành ở cái lá già, nó sẽ chuyển vào trong cái cành. Xin thưa các bạn, cái cành sầu riêng mình bản thân nó không có mầm hoa sẵn, mà mầm nằm ở trên đây toàn là những cái chồi, thí dụ như chồi cành, chồi nách, chồi lá. Như vậy khi vạcnalin chuyển vào đây cộng với kích thích tố ở trong cây, đó là auxin và gibberellin, nó sẽ phân hóa cái mầm. Thí dụ một cái mầm lá hay mầm cành hay mầm chồi, nó sẽ phân hóa thành mầm hoa. Và nó sẽ có 3 giai đoạn phân hóa mầm hoa. Sau đó khi chúng ta muốn cho nó ra mắt cua thì các bạn phải dỡ bạc lên và các bạn phải nhấp một chút nước vô, cho một chút xíu phân vô. Như vậy lúc đó cây nó sẽ được kích thích, là bởi vì qua một cái giai đoạn khô hạn, điều kiện thì thuận lợi, ánh sáng ngày thì nó ngắn, nhiệt độ thì thấp, phân hóa mầm hoa đã có rồi. Thì xin thưa các bạn, lúc đó khi các bạn cho quay trở lại điều kiện thuận lợi là lập tức mắt cua sẽ ra. Và dĩ nhiên thì mắt cua ra các bạn phải chăm sóc mắt cua trong vòng 50 ngày, 55 ngày. Ý của Hướng có nói là cái chuyện rụng bông, rụng trái. Xin thưa các bạn là cái này thì nó hơi dài, nhưng mà chúng tôi xin nói ngắn thế này thôi. Các bạn đừng có yêu cầu một cái cành chúng ta thế này, các bạn đừng có yêu cầu là phải ra quá nhiều bông, bởi vì cái sinh lý của cây nó sẽ là bao nhiêu là bao nhiêu. Nếu các bạn có kích đi nữa thì theo tôi các bạn chỉ kích lên chừng 20% nữa thôi là nhiều lắm rồi. Tại các bạn đi cho nhiều quá nó rụng theo sinh lý của nó, thì mình vừa tốn sức của cây, vừa tốn tiền mình nhập sóc mà lại thu không được nhiều. Biện pháp để mà mình phải chống rụng bông hay là mình không cho rụng bông rụng trái thì xin thưa các bạn, chắc có lẽ tôi sẽ có một cái dịp để nói sau. Nhưng mà ở đây thì cũng xin nhắc là các bạn đừng có mình đừng có ham cho ra nhiều. Nhiều thì nó sẽ rụng ha, thì cái đó là cái sinh lý của nó. Thí dụ qua nhiều năm mình làm thì mình cảm thấy là một cái cành như thế này, tại vì nó không ra được ở đâu, nó có thể ra từ ở đầu vô khoảng 1 mét thí dụ vậy, và đi đến thân. Thế như vậy thì các bạn nhắm rằng trong đây đừng có cho nó nhiều. Thí dụ cái đoạn này thì chừng 10 chùm bông, chứ các bạn đưa lên 20, 25 chùm bông, tôi nhiều khi tôi đã đếm rồi. Xin thưa các bạn, đến lúc mà nó xả nhị, nó rụng, thấy thương. Mà lúc đó mình rụng thì mình bông yếu ruột, mình sót ruột lắm. Đúng, bông nó rất yếu. Còn cái nguyên nhân nó thế nào, rụng bông, rụng trái, nguyên nhân ra sao thì xin thưa các bạn, chắc nó dài. Thì thôi, để khi nào mà có dịp bông, mình chỉ những cái vườn nó đang mang bông. Rồi có thể là chú sẽ để thêm cách mình tỉa bông. Rồi xin cảm ơn các bạn bà con nông dân. Chú thấy cái vườn này ví dụ như trước khi mà vào làm tạo mầm làm bông ấy, không để tạo khô hạn, thì chú thấy là cái này nó đạt tiêu chuẩn đủ lực chưa? Cây này rất là khỏe, rất là khỏe, bộ lá khỏe, cành khỏe và gốc cây nhìn rất là khỏe. Hôm qua mình có một cái video, đó là cái việc mà chú Hải có nói về chuyện cắt tỉa cành mà để nó cao đó. Thì thực sự là ví dụ mình ngồi đây là mình nhìn hết cái vườn luôn. Nhiều cây này là còn vẫn là để vẫn cái cành nó vẫn còn tương đối là thấp, nhưng mà nhìn mặt bằng chung thì ít nhất nó cũng được 60-70 phân. Đúng rồi. Cành cuối cùng vậy là tốt rồi. Không thấp. Sau này nó khi mà nó lên cao chú, những cái cành cuối cùng này nó hiệu quả nó cũng thấp đi. Đúng rồi. Thì nó lên cao nữa phát triển rồi mình tỉa bớt đi. Cái chuyện mà mình làm bông thì đôi khi mọi người phun xịt cái này cái kia lên cũng phải chúng ta cũng phải lưu ý. Và em có một góp ý thế này, những cái vườn mà năm ngoái mà đã làm ra bông ấy, năm ngoái mình đã làm đạt, làm ổn rồi thì cứ thế mà mình làm, chứ không nên là cố gắng thay đổi cách làm rồi này kia, bởi vì mình phải chắc ăn mà vừa tiết kiệm vừa phải chắc nữa. Chưa có
Nhưng mà mình vừa rồi mình đi xem một cây thì nó cũng vài cây nó cũng đã xuất hiện cái mầm ngủ rồi. Đây cái vườn. Mỗi người thì có một cái cách làm, rồi mỗi nhà thì có một cái hướng xử lý sao cho phù hợp với cái điều kiện trên cái vườn của mình. Tất cả những cái gì ở trên kênh Nông nghiệp Tử Tế chia sẻ chỉ là mang tính góp ý cho cô chú anh chị xem, có thể là bổ sung thêm một chút cái thông tin cho cô chú anh chị để anh chị áp dụng trên cái vườn của mình. Nên là còn nếu mà chúng ta để mà muốn biết cụ thể, muốn chi tiết, muốn em góp ý chi tiết hơn thì có thể là kết bạn Zalo hay là qua số điện thoại, hay là có thể nhắn tin trực tiếp dưới phần bình luận của kênh của Nông nghiệp Tử Tế. Nếu mọi người thấy hay thì xin hãy góp ý cho em để ngày càng hoàn thiện hơn, giúp góp ý được cho nhiều người hơn. Và cái nữa đó là mọi người ủng hộ thì hãy xin hãy bấm like và đăng ký kênh Nông nghiệp Tử Tế. Xin cảm ơn.